Đây, cái chất dưỡng da trong đây sẽ làm da chúng ta trắng và bật tông cái gì nha. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em xa lô cho chị nha chị nha. Cảm ơn chị, gửi qua nước ngoài cũng được luôn. Có chống nắng cho mọi người luôn, thì cái chai này là có chống nắng cho mọi người và cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn. Chị em nào mua thì comment để số điện thoại cho chị em. Cái này tao nói dưỡng ban ngày body, vợ dưỡng mặt cũng ngon nữa quý vị, dưỡng mặt cũng ngon luôn, em thiệt luôn á. Dạ đây cả nhà mình ai, những chị nào mà muốn tắm trắng, muốn là mình một có một làn da trắng thì cả nhà mình nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha, chút xíu nữa sẽ điện thoại tư vấn cho thằng chị luôn. Mấy chị biết sao, cái sản phẩm này nó tốt lắm mà nó rất là trắng, nhưng mà đặc biệt là nó vừa trắng mà nó vừa mịn nữa, cho nên đừng có sợ và lo lắng gì hết, cứ sử dụng lên cái mặt giùm em luôn cho nó trắng đều mấy chị nha. Chứ để mình sử dụng cổ và tay nó sẽ chỉ trắng những cái phần đó, còn cái mặt nó đen thui à. Cái này là người ta khuyến cáo xài body thôi nha gì nha, nhưng mà hai vợ chồng em ní na ní nừng như gì nha, mỗi cách chơi kệ người ta đi bạn ơi, vợ chồng ta cực khổ bạn hiểu không? Dạ cái này là tắm trắng nha mấy chị nha, tắm trắng một bước là 490.000, kem body cũng 490.000 luôn, cho nên những chị nào mà muốn trắng á, thì để lại số điện thoại giùm em, hồi đó em đen lắm nha, bây giờ em trắng rồi đó, em nói thiệt luôn á. Chị em nào muốn cứ để số điện thoại giùm cho bên em như chị nha, cực kỳ trắng và cực kỳ ok luôn. Dạ em ship toàn quốc nha cả nhà ơi, sản phẩm này là 490.000, em nói thiệt những chị phụ nữ nào mà đang xem em á, cho nên cả nhà mình đừng có tiếc tiền, em nói thiệt luôn mấy chị đừng có tiếc tiền nha. Chị 490.000 khi mà mình nghe vô thì nó sẽ cao giá đúng không mấy chị, nhưng mà khi mình sử dụng rồi là không hề bị, nói chung là không hề tiếc tiền nha mấy chị nha, tiền nào của đó nó rất là hiệu quả luôn, mà trong khi đó mà mình đẹp nữa mình sẽ không bao giờ tiếc tiền. Mình đẹp quá vậy, trời nhiều khi mình đẹp quá mình ra đường cái chỗ đẹp quá vậy, trời dễ thương quá vậy, trời ơi mặt phấn sủa quá vậy đó, ủng hộ giùm hai vợ chồng em tới buôn bán cực khổ như vậy nha. Ok Nguyễn Vinh, thôi rồi để bao lâu mới rửa lại? Giờ để chừng 15 phút, 15 đến 20 phút anh có thời gian, để chừng 5 phút thôi là cũng được rồi nha chị nha, là da ta đã trắng và sáng cực kỳ mịn màng luôn, nhanh tay lại chân. Giảm này dùng cho mặt được luôn, cái này xài body thôi. Nhưng mà vợ chồng em muốn là cho gì coi được sản phẩm nó tốt như thế nào, sản phẩm nó an toàn như thế nào nên sử dụng trên mặt kìm che, mà cái da mặt chúng ta rất là mẫn cảm như gì nha. Nếu mà xài mà không, mà cái nào mà không chất lượng, không uy tín một cái, sức lên mặt nó dị ứng cứ thấy bà nội luôn vậy, cái mặt của em mặt kiếm tiền của vậy thật sự luôn. Những chị nào mà muốn được tư vấn thì cứ để lại số điện thoại giùm em nha. Em nói thiệt luôn, những chị nào mà đang là phụ nữ là mình đừng có nên tiếc tiền, chỉ 490.000 thôi là mình nên mua để chăm sóc nhan sắc của mình nha mấy chị nha. Những cái loại sản phẩm khác ví dụ như cả nhà mình mua là mấy chục ngàn, mình nghe vô nó mấy chục ngàn nhưng mà sử dụng nó sẽ không hiệu quả nha mấy chị nha. Đây là cái sản phẩm cực kỳ tốt là nó ngu ngu mốt lại mấy cái 40 mấy ngàn sao thư duyên quá, nhưng mà là em đang sử dụng luôn, nó rất là trắng, em nói thiệt luôn á mấy chị ơi. Cái kem body nó cũng rất là hay luôn, là đặc biệt cái là nó khô, nó thẩm thấu vào làn da của mình luôn, mà nó không hề bị dạng như gặp nước, nó sẽ không có bị trôi nha mấy chị nha. Thiệt luôn, những chị nào mà đã từng xài kem rồi là mấy chị biết nè, những cái sản phẩm khác kem nào xức vô khi gặp nước nó sẽ bị trôi liền. Không có bán có gì, em không có bán á. Dạ mà ta hỏi quá trời quá đất luôn gì ơi. Rồi chị em nào cần kem body thì comment kem body giùm cho em, còn chị em nào xài tắm trắng thì sẽ ủng hộ tắm trắng giùm cho em, cho em trắng cảm ơn. Dạ có chống nắng cho mọi người luôn, ở trong đây có chất chống nắng cho vị nhau gì có sợ gì chơi trội luôn, hương lê luôn, cảm ơn. Ok Nga Dương để số điện thoại giùm cho anh, chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm anh em nhé gì nha, và nhân viên của em Salo cho chị, cảm ơn mọi người rất nhiều, mọi người ơi. Dạ những chị nào muốn tư vấn để lại số điện thoại giùm em nha, sau cái like này chút xíu em sẽ điện thoại tư vấn cho từng chị luôn. Dạ em nói cả nhà mình nghe, đây là sản phẩm kem body, bên đây là có hai dòng là 490.000 là đồng giá với lại tắm trắng luôn nha mấy chị nha, là 490.000 một chai, một chai là ban đêm, một chai là dưỡng ban ngày. Riêng cái dưỡng ban ngày là nó có chất chống nắng trong đây cho cả nhà mình luôn, những chị nào mà hay mà đi nắng nhiều, mình ở tiếp xúc với ánh nắng nhiều á, là mình nên sử dụng cái tắm nha, cái sữa và kem body hàng ngày giùm em nha. Ban ngày giùm em là có chất chống nắng trong đây 490.000. Khi mà cả nhà mình, những chị nào mà mình có điều kiện chút xíu là mình mua nguyên một bộ luôn nha mấy chị nha, mình nên kết hợp nguyên một bộ thì nó sẽ hiệu quả rất hơn rất là nhiều. Một bộ là với giá là 1.470.000, khi mà cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được free ship và tặng thêm một chai tại tế bào chết trị giá 490.000 nha, đặc biệt ngày mai trên like của anh Lâm thôi. Dạ cả nhà mình quan tâm để lại số điện thoại em, nói thiệt mấy chị đừng có tiếc tiền, thì 490.000 nhưng mà mình sử dụng nó rất là hiệu quả, một chai nó rất là to, tiền ta làm không tiếc. 490.000 một chai, một chai này mà mình sử dụng được 2 tháng luôn mấy chị, đúng không? Dạ quen cái thói gì, quen có ở không, không có chồng làm đem tiền về, đừng có tiếc tiền, đừng tiếc tiền. Nói như không, em thiệt sự. Không phải, em nói thiệt luôn. Ví dụ như mà khi mấy chị cảm thấy là mình đi chung với ông xã, mình ra quán cà phê mà ông xã mình nhìn những cái phụ nữ khác á, da trắng á, tuy người ta không đẹp nhưng mà người ta được cái nước da trắng là nhìn nó cũng hãnh diện lắm rồi, đúng không mấy chị? Đi người phụ nữ của mình tuy xấu nhưng mà phải cơm sạch sẽ, phải là một làn da trắng trẻo đẹp không nha. Em sạch sẽ không? Em sạch sẽ không? Thiệt mà, ví dụ như cả nhà mình trắng đi, mấy chị mặc cái đầm đỏ lên nhìn nó cũng hấp dẫn hơn, đúng không? Không, bữa em mặc đầm đỏ sao có hấp dẫn đâu. Sao không, hồi qua em thay đầm đỏ giờ em khùng, bữa em mặc nhìn ghê lắm. Ghê vậy? Dại. Em nói thiệt luôn, nó trắng là cái gì giờ mấy chị cũng dễ mặc đồ nữa. Em nói thiệt luôn, xiên một chút đi mấy chị, 490.000 mà mình sử dụng được 2 tháng. Bây giờ cả nhà mình ai mà đặt hàng hoặc là muốn tư vấn thì cái sản phẩm này để lại số điện thoại giùm em nha. Trắng nha mấy chị nha, mình sử dụng cái mặt được luôn.
mình đăng dạ cái này không trị thâm mắt như gì nha, không trị thâm mắt, nó xài thâm mụn thì được, thâm mụn cái mình xài lên mặt chúng ta nó cực kỳ trắng, cực kỳ đẹp như gì nha. Đó giờ em sẽ rửa mặt cho chị coi được cái sự độ trắng của nó cũng như là mịn màng của nó. Xài không trắng là mình em hoàn trả lại tiền cho chị luôn, hãy yên tâm giùm cho em gì nha. Sản phẩm Acea Skin như gì nha, tắm cả mặt được luôn như gì nha, rất là ok luôn, một chai cực kỳ bự, xài được mấy tháng trời luôn. Thì còn chần chừ nữa giờ mọi người để số điện thoại giùm cho em. Ok chị Đào Thị Tươi nha, bây giờ là mình tắm được rồi, sử dụng được cho mặt luôn. Đó để rất là trắng nha mấy chị nha. Nhưng mà đặc biệt là cái kem body này là không hề bị bít rít nha mấy chị ơi. Nói chung là nó trắng bật tông như thế này quý vị nha, mình xài trên mặt khi mà mình đánh kem gì, đánh kem phấn á, nó sẽ ăn vô cái làn da chúng ta đẹp lắm. Chị rửa mặt đi, để em tư vấn cho. Quý vị chờ vợ em xíu vô gì nha, vô nó rửa mặn cái nó vô nó tư vấn cho vậy. Dạ không có chống ế như gì nha, cảm ơn quý vị. Nhanh tay lại chân ACE, dạ chưa phẩm ACE Skin như gì nha. Sản phẩm 100% từ nguyên liệu Hàn Quốc mà được nhập khẩu từ về Việt Nam như gì nha. Rất là trắng, rất là mịn màng luôn, cảm ơn quý vị. Ngừng xài có bị hồi da không? Dạ khi quý vị ơi, thì bây giờ cái gì cũng vậy hết trơn trọi. Mình khi mà mình ngưng sử dụng thì chắc chắn sẽ đen lại vậy, chắc chắn một điều luôn. Bởi vì ngày nào chúng ta phải đi làm, ngày nào chúng ta phải tiếp xúc với ánh nắng, tiếp xúc khói bụi, chính vì vậy nó sẽ bị đen như gì nha. Còn nếu như mình dưỡng da thường xuyên với cái này thì nhân tay lẹ chân cũng 490.000 luôn, thì sản phẩm cực kỳ tốt cho chị nha, cảm ơn chị. Rồi nhân tay lẹ chân cho mọi người nha, bây giờ chị em là muốn ủng hộ giùm đó, quý vị thấy không, rất là trắng luôn, xài cực kỳ ok nha quý vị nha. Cha ai mà bị bùng mụn rồi đó, bị mụn tầng ngang rồi đó thì sử dụng luôn. Thấy gì nó thấy rửa mặt hay quý vị, rửa mặt mà cái môi không ra luôn quý vị, ghê lắm, còn lao hả. Nhìn đôi môi tắm xinh em đang xài son chi đó em. Dạ mấy chị ơi, rất là trắng nha, nhưng mà là trắng mịn nha. Em nói thiệt luôn, hồi đó da mặt em thấy ghê, em thấy đen, mà nó sần sùi ghê lắm. Xạo quá đó, da mặt em đẹp, em mới cua em mà. Chị em cha mày. Thiệt luôn đó mấy chị ơi, 490.000 thôi. Ok chị Thu Hằng nha. Ok, một chai tắm trắng, cảm ơn chị. Có chống nắng cho mọi người luôn, thì cái chai này là có chống nắng cho mọi người và cực kỳ trắng và cực kỳ thơm luôn. Chị em nào mua thì comment để số thoại cho chị em. Cái này cho nó dưỡng băng ngà body, vợ dưỡng mặt cũng ngon nữa quý vị, dưỡng mặt cũng ngon luôn, em thiệt luôn á. Dạ đây cả nhà mình nha, những chị nào mà muốn tắm trắng, muốn là mình muốn có một làn da trắng thì cả nhà mình nhanh tay để lại số điện thoại giùm em nha. Chút xíu nữa sẽ điện thoại tư vấn cho thằng chị luôn. Ok chị Susu ơi, để lại số điện thoại giùm em nha chị nha. Susu, cảm ơn chị Susu nha. Đây, cái chất dưỡng da trong đây sẽ làm da ta trắng và bật tông như vậy nha. Chị em nào mua cứ để số điện thoại giùm cho bên em. Thì bên em xa lô cho chị nha chị nha. Cảm ơn chị, gửi qua nước ngoài cũng được luôn. Dạ cái kem body nha mấy chị, sử dụng cực kỳ hay luôn, cực kỳ sướng luôn đó. Nè nó không, nó gặp nước nó không có bị trôi ra nha cả nhà ơi, rất là trắng luôn. Mấy chị ơi, cả nhà mình mua có thể là mình mua một chai thôi, mình giùm sử dụng thử nha. Sau khi mà mấy chị cảm thấy ra nó thì rất là hiệu quả rồi, là mình mua ủng hộ một bộ đi mấy chị. Một bộ là 1.490.000, 1.470.000. Cả nhà mình mua một bộ thì sẽ được tặng một chai tẩy tế bào chết trị giá 490.000 nha. Ok chị Su Su nha, 490.000 một chai tắm trắng, nhưng mà mình rất là hiệu quả, nhưng mà mình sử dụng được 2 tháng nha mấy chị nha. Sử dụng luôn ra mặt được nè, body được luôn, nó rất là trắng luôn, tầm khoảng 15 đến 20 phút thôi là mình tắm lại nha mấy chị nha. Tại vì những chị nào mà không có thời gian mình dưỡng kem nhiều á, là mình sử dụng cái tắm trắng một bước giùm em nha. Còn những chị nào mà muốn mà ở không nhiều á, là mình nguyên một bộ luôn. Một bộ của đó là có kem body ban ngày ban đêm nè, sữa tắm trắng một bước nè, và sữa tắm trắng hàng ngày. Một chai mà 490.000 thì em tính ra mà mình tắm được 2 tháng thì nó một ngày cũng đâu có nhiêu tiền đâu đúng không mấy chị? 490.000 là vừa túi tiền luôn. Nhưng mà sản phẩm này là của Hàn Quốc 100%, cho nên là cả nhà mình sử dụng an tâm nữa nha. Bên đây là có giấy kiểm định hết rồi, có giấy chứng nhận hết rồi, cho nên là cả nhà mình không cần phải sợ hàng giả hàng nhái nữa nha mấy chị ơi. Thôi bây giờ xin kết thúc livestream tại đây, em kính chúc mọi người buổi tối vui vẻ nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người, xin chào và hẹn mọi người lần sau. Bye bye mọi người, tạm biệt mọi người. I love you bạc bạc. Mm-hmm.